Sân bay này đã bị ma quỷ ám đến mức mà người ta phải đóng cửa nó luôn, bởi vì không chỉ có hành khách và tiếp viên thường xuyên bị hù dọa, mà thậm chí là các chuyến bay cũng liên tục gặp tai nạn không rõ nguyên nhân. Cùng tụi mình vẽn màn bí ẩn đáng sợ này ngay sau đây. Đó giờ mình cứ nghĩ sân bay là nơi nhộn nhịp nhất và cũng không bao giờ có ma cỏ xuất hiện ở đây được. Nhưng mình đã sai rồi các bạn ạ. Trên thế giới có hẳn một sân bay hoành tráng lệ vô cùng, nhưng vì có nhiều chuyện tâm linh quá mà phải đóng cửa luôn á. Sân bay mà thế kỷ 22 đề cập đến là sân bay Bern ở Grenada, được xây dựng năm 1943. Cái phi trường này hơi bị xịn sò và ok la đấy nha. Từ địa hình cho tới các trang thiết bị, mọi thứ đều được các chuyên gia trên thế giới đánh giá rất là cao. Chính vì vậy, khi chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra, nơi này nhanh chóng bị lực lượng đồng minh chiếm cứ để sử dụng làm căn cứ không quân. Nghe tới chiến tranh là các bạn biết rồi đó, một nơi bình yên trong phút chốc hóa thành biển lửa, suốt ngày chìm trong mùi thuốc súng và đạn dược. Sau khi chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ sân bay Bern đã được giải cứu. Nào ngờ đâu năm 1979, Grenada cũng đã bị tha hóa giống như nhiều quốc gia cộng sản nhỏ bé khác. Khắp nơi đây rẫy tham nhũng, từ vùng nông thôn cho đến thành thị, hầu như mọi việc đều phải giải quyết bằng tiền, cộng với đảo chính và giết người phi pháp nữa. Nói chung là loạn dữ lắm luôn. Và cũng vì thế mà Grenada đã nhanh chóng trở thành miếng mồi béo bở cho Hoa Kỳ. Ngay sau khi Mỹ xâm chiếm Grenada thì đã nhìn trúng sân bay Bern, và một lần nữa Bern lại bị tàn phá kinh khủng. Dù cho sân bay này có màu mỡ, phù sa đến mấy thì sau khi trải qua hai cuộc chiếm đóng nó cũng cạn kiệt mana. Nhìn thấy mảnh đất hoang tàn, không ai muốn tiếp tục bay ở một nơi thế này nữa. Kể từ đó sân bay Bern đã bị bỏ hoang và người ta gọi nó là nghĩa địa máy bay. Đặt chân tới đây, bạn sẽ nhìn thấy những chiếc máy bay bị mục nát, phá hủy do bom đạn. Tôi bảo đảm nhìn một phát thôi là mấy ông bà có thể hình dung ra được chiến tranh hồi xưa nó khốc liệt, màn trời đến cỡ nào liền. Chưa hết đâu, tôi còn nghe đồn đại là một trong những lý do khiến sân bay Bern bị bỏ hoang chính là vì nó bị các vong hồn quậy phá, nguyền rủa. Hàng trăm người đã tận mắt nhìn thấy các bóng trắng lảng vảng quanh đây, bất kể là ngày hay đêm. Thậm chí những cái bóng trắng kia là nguyên nhân khiến các chuyến bay bị dời, bị hủy rồi gặp trục trặc nữa. Cơ mà dù sao thì đó chỉ là lời đồn thôi. Hiện tại, Bern đã và đang trở thành khu vực phục vụ cho việc chăn thả bò và dê của người dân địa phương. Ngoài ra thì nó cũng thu hút khá nhiều du khách tò mò về các máy bay trong thời chiến đấy. Được rồi, các bạn nghĩ sao về nghĩa địa máy bay này? Cùng để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé!